Chanathip gia nhập nhà vô địch Nhật Bản với giá kỷ lục. Trang chủ của câu lạc bộ vô địch Nhật Bản Kawasaki Frontale đã xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Chanathip. Sáng nay, câu lạc bộ Kawasaki Frontale đã chính thức xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ người Thái Lan Chanathip Songkrasin từ câu lạc bộ Consadole Sapporo theo bản hợp đồng dài hạn. Dù cho đội vô địch Nhật Bản không thông báo mức phí chuyển nhượng của cầu thủ có biệt danh là Messi Thái, nhưng theo tiết lộ của tờ Siam Sport, họ đã mất khoảng 130 triệu bạt, tương đương khoảng 3,5 triệu euro để sở hữu ngôi sao số 1 Thái Lan. Đây là mức phí kỷ lục dành cho một cầu thủ Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung trong lịch sử. Nó cho thấy Kawasaki Frontale đánh giá rất cao tài năng của Chanathip. Theo tiết lộ của tổng giám đốc câu lạc bộ Consadole Sapporo, Hirotu Mikami, câu lạc bộ Kawasaki Frontale bắt đầu có động thái mạnh mẽ ở vụ Chanathip từ sau khi cầu thủ này tỏa sáng trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020. Chia sẻ trước giới báo chí sau khi gia nhập Kawasaki Frontale, Chanathip cho biết: "Tôi biết ơn khi được trao cơ hội thi đấu cho đội bóng mạnh như Kawasaki Frontale. Tôi muốn cống hiến tất cả cho đội bóng ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ và giúp câu lạc bộ đạt mục tiêu. Xin hãy dành cho tôi sự ủng hộ từ các bạn." Chanathip bắt đầu sang Nhật Bản chơi bóng cho Consadole Sapporo theo hợp đồng cho mượn từ Muangthong United vào năm 2017. Ở mùa giải đầu tiên, Messi Thái đã tỏa sáng khi lọt vào đội hình tiêu biểu giải Nhật Bản. Điều đó khiến cho Consadole Sapporo phải chi 2,4 triệu euro mua đứt cầu thủ này.